Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Đoàn Thị Ánh Hồng, năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, nhưng hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Và nghề nghiệp của em đó là giáo viên giảng dạy môn ngữ văn cấp 2 ạ. Trời ơi, cái giọng nghe nó ngọt. Cái giọng nó mát, liệm luôn, nghe giống như một cơn mưa rào giữa cái mùa hè oi bức vậy. Ta giáo viên mà phải dạy mới dạy học viên được chứ. Mời bạn trai. Em tên Văn Dính, quê ở Huế, hiện đang công tác tại đài truyền thanh của huyện Nho Tiên, tỉnh Bình Dương. Tên gì bạn? Bạn tên dạ, gì? Lê Văn Dính ạ, tên Dính ạ. Dính, dính chùm lại hả? Dạ, dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, 35 tuổi. 35, con số đẹp ha. Mời bạn nữ bên kia. Rất là duyên dáng, giọng rất là ngọt ngào. Anh nào mà nghe là coi như mật ngọt mà chết ruồi vậy đó. Mà không lẽ chưa có con ruồi nào chết sao em? Dạ. Chắc cũng chết nhiều lắm, cũng đập nhiều lắm rồi. Em cũng là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn nổi trời gia đình, biết đối nhân xử thế. Bên cạnh đó thì cũng có những cái nhược điểm. Em thì không nói ngọt ngào và đưa rước được, cho nên những người mới tiếp xúc thì cảm thấy em rất là khó gần. Bạn nam mình đó nãy giờ nghe bạn nữ nói chuyện thì mình thấy khó gần hay dễ gần? Dạ, thấy cũng được ạ. Xong được, quá được luôn chứ. Nghe cái giọng thôi, nghe chữ dạ thôi nó đứt từng đoạn ruột luôn. Em ơi, em dạ giùm anh nghe vài tiếng của em. Dạ. Đó, đó. Tiếng nữa của em. Dạ. Đó, trời ơi. Tôi nói thiệt nha, tuổi trẻ mà nghe cái giọng này nữa, không muốn đi đâu nữa. Em á, thì bạn bè đồng nghiệp trong trường á, thì nói là suy nghĩ trong đầu óc của em thì rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại, em đi rất là chậm. Em chạy xe máy thì không có lúc nào mà trên 20 km/h. Em dẫn xe đi hả? Hay là em ngồi trên đó? Em đi chậm gì ạ? Chạy mà 20 km/h, trời đất ơi. Em chạy thua xe đạp nữa em. Dạ. Dạ. Rồi, bạn có mấy mối tình rồi? Cách đây còn 2 năm á, thì cũng quen một cô bạn cũng làm giáo viên mà dạy anh Văn. Bây giờ là hết rồi, người ta đi lấy chồng rồi. Ngữ văn với anh Văn giống nhau không? Dạ, ngữ văn khác anh Văn chứ. Khác làm sao? Dạ, văn, ngữ văn thì bên văn học, còn anh Văn thì bên tiếng Anh. Ủa mà nãy giờ hình như mình chưa có nghe khuyết điểm gì của bạn, ưu điểm dạ, gì của bạn. Ưu điểm thì em hát hay nè. Ồ. Em có tính rất thẳng thắn, làm thôi, không nói hứa. Mình hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều. Đúng cho nên rồi. Mình làm trước khi mình nói, mà nói thì phải làm, còn đôi khi mình không nói mình làm mới hay, còn nói mà không làm là dở. Rồi, đúng rồi, anh nói anh phải làm được. Bây giờ anh hát tặng cho mọi người một bài hát, cứ coi anh nói mà anh có làm được hay không. Một tràng pháo tay. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dương nào, chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạn vỡ. Sao em? Dạ, anh hát rất là hay gì ạ? Giọng hát đó có làm sao xuyến em chưa? Dạ. Rồi, cái chuẩn người đàn ông em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, thì em muốn tìm một người chân thành. Quen em không chỉ đó là quen mình em, mà phải biết đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Em không thích ở người đàn ông đó là cái tính vụn vặt. Khi quen một người á, thì trong mọi mối quan hệ em sẽ tôn trọng. Và con gái thì không nên sống thực dụng, nhưng con trai á thì phải biết điều một tí. Chứ em không thích cái kiểu người sống giàu đầu nổ xong mình quay rồi lại mượn tiền, là em không thích. Yeah. Nãy giờ anh nghe cô giảng bài chưa anh? Dạ có đó, mà chắc bài thì anh nghe. Anh thuộc bài chưa? Dạ thuộc chút chút. Trước sau anh có như một không anh? Đừng có trước dạy sau khác, cô giáo em không có chịu. Dạ nói là như đinh đóng cột hay gì các bạn. Dạ, tự nhiên hôm nay nói chuyện với hai người này cái mình chậm lại đúng không? Dạ. Dạ. Từ từ chắc vậy.
chậm mà chắc. Dạ chậm mà chắc. Ok, em bên nhà gái là được rồi đó. Rồi ăn không ăn? Con trai cũng quá được chứ. Rồi ok, hợp lý. Chỉ có cái chuyện băn khoăn là có nổ rồi mượn tiền sao không thôi. Ví dụ căng quá. Dạ. Rồi để hỏi coi. Chuẩn á, cặp này xứng đôi đó anh. Dạ. Em khỏe không? Dạ khỏe anh ạ. Trời, ngồi bên kia nghe cái giọng qua đây muốn nghe nói hoài luôn, anh muốn nghe em nói hoài luôn vậy. Có lẽ là do cái tính cách và công việc của em thì nó thế rồi. Cũng phải thay đổi cho nó nhanh chút xíu em. Ví dụ em gặp người yêu đang đi gặp cái miễn trai em cứ anh ơi, tư coi chừng cái miễn trai là coi như ông xã em đạp mấy năm nay rồi. Do em cũng khi đi học sinh viên thì em học 4 năm đại học ở Đại học Huế. Cho nên tính cách của con người ở Huế cũng rất là chậm rãi. Wow, Huế với Huế là gặp nhau là hợp Quảng rồi. Bình mà, Quảng Bình thì cũng trầm lặng lắm. Em nhưng làm trong một bài thơ nào nghe nó ngọt như cái giọng em thử xem. Thì em gửi tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường, anh bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Anh bên cạnh hả? Dạ, em chưa biết ai thì tạm thời nói anh bên cạnh anh. Là anh này chứ ai? Dạ. Tháng 10 về nhấp mùa yêu còn bọ ngỏ, mở lòng đi em ngày tháng cũ qua rồi. Tháng 10 này rồi em khẽ có đôi, chiều cuối tuần bình yên và rất ấm. Buổi hẹn đầu tiên thời gian trôi thật chậm, hai đứa rụt rè ngượng ngùng kể về nhau. Hẹn hò nhé anh để những hôm sau, có một người chờ một người cuối phố. Những buổi chiều thu hai đứa bước cùng nhau. Tháng 10 rồi hẹn hò nha anh. Em nay em có đi với người thân không? Dạ, để cùng cổ vũ cho tinh thần độc thân của em thì cũng có rất là nhiều người. Dạ, chào mọi người. Xin chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả. Em là bạn thân cũng là đồng nghiệp của chị Hồng. Em thấy anh là một người rất là nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Anh gây thiện cảm cho em từ lúc đầu. Nhưng mà anh ơi, nếu mà anh với chị Hồng mà có tiến tới tìm hiểu nhau á, thì em cũng mong là anh đàn ông bản lĩnh là che chở cho chị. Tại vì chị bên ngoài thì tỏ ra là rất là mạnh mẽ, độc lập. Nhưng mà ở trong á, thì em biết là chị rất là mỏng manh, yếu đuối. Ủa nãy giờ em nghi anh này không phải đàn ông. Nếu mà hai người mà có mối quan hệ mà xa hơn á, thì anh sẽ hứa sẽ che chở giống như mà anh sẽ làm nói. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Rồi bây giờ cho hai bên xem mặt nhau đi, để xem có phải là người đàn ông chững chạc hay không. Chào anh có món quà. Dạ, okay. Thì anh và em gặp đây nhau ở đây cũng là cái duyên, nhưng mà đến được với nhau hay không thì tùy ở anh và em. Còn nếu không được thì anh và em cũng là trở thành có thêm một người bạn, một người để giao lưu gặp gỡ. Rồi. Trong cô vô thân bài luôn đi cô, có đâu mở bài đâu cô. Vô thân bài thì có ý chính đi cô. Nếu mà mình mà tiến tới xa hơn thì em đợi khoảng bao nhiêu là em có thể lấy chồng được? Dạ, theo em quan điểm về tình cảm thì phải chân thành, và nếu tình yêu đủ lớn thì em tiến tới hôn nhân. Hỏi coi bạn trai thích đẻ con trai, thích đẻ con gái, hỏi luôn đi. Chứ thường đàn ông á, ở miền Trung là thích đẻ con trai, mình đẻ hoài không được, nó kỳ lắm á. Dạ, trai gái thì nói chung ai cũng muốn có con trai nhưng thấy mà... Thấy chưa, cũng muốn có con trai, thấy chưa? Không. Có nhiều ông bắt vợ đẻ hoài, đẻ khi nào ra con trai thì thôi. Dạ, anh Nguyễn Lê, giờ mình cũng hiện đại rồi, và lại mình làm việc thì giờ quy định có hai người à. Giờ muốn cũng đâu có được. Muốn đẻ nhiều đâu nhất được. Quyết phải đẻ con trai, muốn đâu có con trai con gái gì cũng được hết à. Chuyện con cái thì để tính sau đi anh. Không phải tính luôn giờ chứ. Người ta phải chậm mà chắc anh ơi. Buổi gặp em đầu tiên thì anh cảm nhận em như thế nào? Nói chung về ngoại hình thì em cũng ok. Nói chung ok là sao anh? Mình dùng tiếng Việt đi anh nha, cô dạy ngữ văn. Em có mái tóc y như trong cảm nghĩ anh, thích một người có mái tóc dài. Khuôn mặt em thì rất là xinh, cách nói chuyện rất hay nữa. Cho nên anh cũng mong em là nếu mà chúng ta có một cái buổi hẹn hò riêng thì anh sẽ làm cho những cái điều mà nói chung em cảm thấy hài lòng thôi.
Là điều gì hài lòng nói thử dạ, nghe thì coi. Mình sẽ cái đó là giấu chị ở đường. Giấu chi trời ơi, nói luôn đi không được, người ta phụ, người ta góp ý vô cho. Dạ. Hẹn nhau hồ dầu tiếng á. Dạ thì có thể là lên hồ dầu tiếng chơi. Thấy chưa? Dạ. Thế này nè, em kiếm một bài thơ về tình yêu nào, em nhìn thẳng vào mắt anh ấy đọc, sau đó em cảm nhận tình yêu thế nào, và em nói một câu hết sức là lãng mạn ha. Dạ, câu dạ. gì đó để cô đồng ý bấm nút. Dạ. Buổi gặp này mình hẹn hò nhé anh, hãy dắt em qua khoảng thời gian trống trải. Hết. Ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Rồi em làm lại hai câu được không? Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Rồi. Anh sẽ hẹn em tại hồ dầu tiếng để hai chúng mình nói tiếng yêu nhau. Chuẩn bị 3 2. Sưng hơn ngát quá vậy. Thầy cô mình nắm tay nhau được. Đúng rồi, được rồi đó, nắm đi. Phải đi nhanh. Nhanh chút xíu nữa. Cô cảm nhận như thế nào? Dạ, được nắm tay ạ. Dạ, được nắm tay mà cảm nhận, cảm giác trong người mình như thế nào? Trái tim mình nó rung rinh gì chưa? Dạ, hồi hộp chị ạ. Nhẹ nhàng, anh nắm bàn tay. Nhẹ nhàng, anh thấy nó rây rây trong lòng. Ví dụ vậy, trời ơi. Đây là chiếc vé xem phim, vô đó vừa xem vừa nói chuyện, chúng ta tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị Tường, anh Nguyễn. Rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc.